Quý vị và các bạn nhỏ thân mến, một tuần nữa lại trôi qua rồi. Tuần trước, các cầu thủ nhí đã có những phút giây vui đùa và trải qua các thử thách cùng nhau. Các cầu thủ nhí cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều trong thời gian vừa qua. Hy vọng các bạn nhỏ của chúng ta sẽ luôn cố gắng và phấn đấu nhiều hơn nữa. Dù có được lọt vào vị trí cao nhất hay không, hãy luôn vững tin và tiến lên phía trước nha, các cầu thủ nhí ơi! Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Cầu thủ nhí 2021. Ở tuần trước thì các cầu thủ nhí của chúng ta cũng đã nỗ lực rèn luyện và học tập cho các trận đấu. Và trong tuần này không biết điều bất ngờ thú vị gì đang chờ đợi các cầu thủ nhí đây. Hy vọng các cầu thủ nhí sẽ luôn giữ vững phong độ của mình nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng theo chân Sam đến với những hình ảnh trong tập này. Dạ em nghe nè anh Phương ơi. Ừ, anh đang đi bộ vòng vòng quận nhất nè. Em đang đâu vậy? Em đang uống cà phê ở trên đường Tôn Đức Thắng á, ở một cái khách sạn. Anh có một vài chuyện trao đổi với em tí. Mẹ anh tới nha. Bây giờ em nhắn địa chỉ với anh nha. Dạ 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 rồi ạ. Buổi hẹn bất ngờ của huấn luyện viên Minh Phương và đội trưởng ST liệu có phải liên quan tới các cầu thủ nhí của chúng ta hay không? Vì sắp tới, các cầu thủ nhí sẽ bước vào những trận đấu lớn mang tính chất quyết định. Hy vọng huấn luyện viên Minh Phương và đội trưởng ST sẽ luôn đồng hành và theo sát các cầu thủ nhí. Trời, hôm nay mới có thời gian đi ra đây để thư giãn một tí xíu. Với là hai tập rất là quan trọng với các bé. Không biết rằng là tụi mình phải làm cái gì anh? Không chỉ riêng gì ST đâu. Ngay cả hai bạn đội trưởng Ngô Thị với lại Ali Hoàng Dương cũng vậy. Cũng rất là khó khăn trong cái việc để mà động viên, làm việc tư tưởng tâm lý cho các con. Đó, để cho các con thoải mái nhất, để cho các con phô diễn những cái gì, cảm ơn, những cái gì tốt nhất cho những cái trận đấu và những cái tập cuối cùng này, dạ, để mà giành cái ba suất mà tốt nhất của chương trình cầu thủ nhí 2021. Dạ, thật ra thì các bé mà đi vào được top 10 thì ai cũng xứng đáng hết. Cái kỹ năng của các bé thì cũng có, nhưng mà nhiều khi tâm lý các bé không vững vàng nên là các bé vô trận đấu nó sẽ bị trồi sụp về cái tinh thần á. Thì cho nên là cái đó mình... thì anh mới nhờ là ba vị đội trưởng, dạ, làm sao mà quán triệt được điều này mà làm việc được cái tư tưởng của các con. Giống như là mình làm sao để cho các cháu thoải mái, giống, dạ, như một trận đấu bình thường. Chứ mình đừng có để làm như cái gì đó căng thẳng quá, dạ, để cho các em bị áp lực về tâm lý. Trời, cái này anh yên tâm, cái này anh yên tâm. Tụi em, trời em, Mâu Thủy, Ali là luôn luôn theo sát các bé. Quan trọng là ở trên sân anh Phương giúp cho các bé những cái kỹ năng cần thiết thôi. Đó bằng cái lòng nha. Sau buổi gặp gỡ và trò chuyện cùng đội trưởng ST thì huấn luyện viên Minh Phương lại quay về với cương vị một người thầy của mình. Dù trên sân tập thầy Phương có phần nghiêm khắc, nhưng thực ra cũng chỉ muốn tốt cho các bạn cầu thủ nhí thôi. Việc gặp riêng đội trưởng ST cũng cho thấy huấn luyện viên rất quan tâm tới các cầu thủ, muốn các đội trưởng cùng nhau hỗ trợ để luôn đốc thúc, quan tâm các bé nhiều hơn. Hy vọng các cầu thủ nhí sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi của huấn luyện viên Minh Phương. Đừng lại siêu biêu, đúng rồi. Đúng rồi, mình thấy bóng tốt cho bạn mình thì bạn mình sẽ đá tốt cho mình thôi. Cũng vẫn như vậy á, thấy đứa con thấy lên đùi bạn mình. Bài tập hôm nay, huấn luyện viên Minh Phương tập trung vào kỹ thuật đá của các cầu thủ nhí, cộng với khả năng quan sát và phản ứng của các bé. Mỗi bài tập, huấn luyện viên đều có những dụng ý riêng. Các cầu thủ yếu kỹ năng nào thì sẽ được rèn luyện kỹ năng đó. Giữ một cái, hãy lên, hãy bổng lên nè thầy. Huấn luyện viên đang đích thân hướng dẫn Duy Tiến trong bài tập này. Để ý kỹ hơn nha, Tiến ơi. Đấy. Cái thảy cái tay mà cũng không chuẩn nữa thì làm sao cái chân đá cho chuẩn đây? Và với bài tập ngày hôm nay thì cô Sam thấy là các con cũng đã hoàn thành rất là tốt rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta còn một phần rất là quan trọng. Hôm nay thầy có một cái đạo cụ phải nói là rất đặc biệt, không đội bóng chuyên nghiệp nào có luôn. Wow. Thầy mới nhập từ nước ngoài về. Bây giờ thầy xin mời đội trưởng SD chọn giùm thầy khoảng 3-4 bạn gì đó. Bạn nào muốn đi cùng thầy với SD à? Ra giùm thầy. Rồi, chúa Ti mời Trương nè, Khang đi, rồi Quý,
và đội hai quý luôn. Sau cái buổi mà ra mắt cái đạo cụ này là tất cả các đội chuyên nghiệp ai cũng đều muốn sắm hết. Mình là thử nghiệm đầu tiên mà. Mình là thử nghiệm đầu tiên, bởi vậy mới lớn là duy nhất chứ. Hàng Úc các con ơi. Ôi rồi. Rồi. Đây là thiết bị tối tân mà chúng ta sẽ là đội bóng đầu tiên trên thế giới được thử nghiệm. Đây là một niềm rất là vinh hạnh và tự hào cho chương trình Cầu Thủ Nhí. Cách mở là chúng ta sẽ gõ vào chiếc tủ này. Mấy cái? Không biết mấy cái mà. Phải đúng mật mã thì mới đúng được. Người phù hợp là nó sẽ mở cửa thôi. Đúng chứ rồi. Cô Sam cũng không có biết được mật mã này. Cô Sam mời Thiên Quý đi, tuần trước mình là cao điểm nhất nè. Wow. Rồi mình sẽ đại diện các bạn mở tủ nha. Con gõ làm sao cho mở chứ đừng mở gõ sao mà đóng luôn nha con. Này bây giờ con phải chạm ở đây, con đếm từ 1 tới 10 đi. Con chạm cho chữ Cầu Thủ Nhí rồi. 1 2 Con ghê mở ra. 3 4 Niệm thần chú nha. 5 6 Nhắm mắt lại chứ. 7 8 9 10 Hằng ơi mở ra. Như thế nào chứ cô Sam muốn xỉu quá. Các con có biết người đang đứng bên cạnh cô Sam là ai không nè? Xin giới thiệu với các con, đây chính là thủ môn nổi tiếng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cô hy vọng là ngày hôm nay với sự xuất hiện của chú Bùi Tiến Dũng ở đây á thì sẽ truyền được cảm hứng cho các con để các con có thể phấn đấu hơn trong con đường mà các con đã chọn nha. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Cầu Thủ Nhí 2021. Ủa? Sam, hồi nãy sao đứng bên này mà? Sao Sam bay qua đó nhanh vậy? Tại bên nào thuận lợi ghi hình mặt đẹp thì nó đứng thôi. Thưa quý vị, mà bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách dành cho các cầu thủ nhí trong tuần này. Thử thách của chúng ta sẽ có tên là Hiệp Sức Bá Thành. Nghe tới tên thử thách là các con cũng hiểu là trong thử thách này chúng ta sẽ chia đội ra để có thể thi đấu với nhau đúng không nào? Dạ. Và bây giờ cô Sam sẽ giới thiệu cho các con hai đội trưởng ở trong thử thách này. Đội trưởng đầu tiên đó chính là chú ST. Đừng thể hiện qua lát nữa thua nhục lắm. Đội trưởng thứ hai đó chính là chú Bùi Tiến Dũng. Và bây giờ thì hai đội trưởng của chúng ta sẽ lựa chọn thành viên trong đội của mình nha. ST ơi, mình nhường cho bạn lựa chọn trước đi nha. Mời Dũng à. Cho mình chọn bạn nhỏ nhất. Chú ST sẽ không lấy cái cơ hội của tụi con nếu như tụi con muốn vô đội của chú Bùi Tiến Dũng. Nhưng mà bạn nào tự tin có thể thắng đội chú Bùi Tiến Dũng đâu. Vậy chú sẽ chọn Duy Tiến. Rồi, tới Dũng chọn nữa nè. Chú chọn bạn này. Chú sẽ chọn bạn Xuân Trương. Bạn Khang đúng không? Bạn đứng thứ ba này đúng không? Rồi cho bạn Khang về đội mình nha. Chú sẽ chọn Phú Quý đi. Phú Quý. Bên này chọn bạn Tấn Nam. Tấn Nam. Chú sẽ chọn bạn Thiên Quý. Chọn bạn Lâm. Bảo Lâm. Như vậy là Khánh Nam sẽ về đội của chú ST. Và luật chơi trong vòng này thì hơi phức tạp một chút xíu, cho nên cô muốn nhờ vài bạn ra để có thể mình làm mẫu thử thách cho các bạn được biết nha. Cô mời chú Bùi Tiến Dũng. Cô mời chú Bùi Tiến Dũng. Mình ra đây nè Dũng ơi. Nhiệm vụ của chúng ta đó chính là chúng ta sẽ bắt chéo tay lại và nắm tay đồng đội của mình. Chiếc vòng đầu tiên sẽ được lồng vào người của bạn đó. Ủa, bên này đang hướng dẫn mà mọi người. Đó, bên này học theo thôi à. Theo, đó, theo. Xong nha, chúng ta sẽ lồng qua, cái Dũng bước qua. Đó. Mình đi ngược lại nữa, cả đội nắm tay và đi ngược lại. Sau đó thì các bạn sẽ chạy lên để từng bạn dẫn bóng đi theo đường xích sắt và đá vào trúng mục tiêu nha.
Như vậy là lần lượt từng thành viên, kể cả đội trưởng, sẽ thực hiện cú sút vào trúng mục tiêu. Nếu như đội nào mang về cho mình nhiều mục tiêu hơn thì sẽ là đội giành chiến thắng. Nhưng nếu như mà chúng ta đồng mục tiêu với nhau thì sẽ xét trên thời gian. Mình có thể gọi điện cho người thân đá giùm được không ạ? Ví dụ như là alo anh Minh Phương có thể đá giùm em được không ạ? Chú ST là đá bằng chú Bùi Tiến Dũng được. Nhưng mà người ta là khách mời, tự nhiên người ta đưa ST. Người ta lâu lâu mới đến chơi mà mình phải nhường khách chứ. Rồi, đội nào sẽ thi trước đây? Đội nào đi trước kìa? Đi cô. Rồi, trước. Rồi, anh đi cô. Rồi, quánh thường xì đi, quánh thường xì đi. Kéo búa bao. Mình chọn mà, mình thắng trước đúng không? Đúng rồi. Sau. Đúng rồi, mình thi sau. Thi sau, vậy xin mời đội của chú ST vào vị trí. Và bây giờ là thời gian dành cho đội của đội trưởng ST vượt qua thử thách thời gian bắt đầu. Xem ra đội của đội trưởng ST đang rất hào hứng với thử thách ngày hôm nay. Dù sao cũng vừa mới làm thử xong nên kinh nghiệm tràn đầy rồi. Chiến thắng chỉ trong tầm tay mà thôi. Cố lên nào đội ST ơi. Cú sút đầu tiên sẽ do Phú Quý thực hiện. Em xui à? Trúng mẹ. Trúng mẹ. Hên thế nhở? Hay nhờ. Thế thôi. Đỏ này là trượt đấy. Đừng có run. Cú sút của Khánh Nam cũng rất chuẩn xác. Lần này đội chủ ST đang có lợi thế rồi. Cú sút rất căng của Duy Tiến đã làm đứt dây luôn rồi. Hay quá, xuất sắc. Hay quá. Hay quá. Tuyệt quá, suýt nữa thì trúng rồi. May mắn đã không mỉm cười với Trương. Làm sao mà trúng được? Bạn ấy đang vội lắm. Hai cơ chủ lực. Lượt cuối cùng của đội cũng là lượt đi của đội trưởng ST. Liệu chú ST có đá trúng không đây? Mà hình như là chú dẫn bóng hơi chậm thì phải á. Hey. Chú ST. Bạn bên kia 13 thôi hả? Thưa quý vị, như vậy là đội của đội trưởng ST đã mang về cho mình được 3 quả bóng vào mục tiêu. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho đội của Bùi Tiến Dũng vượt qua thử thách. Thời gian bắt đầu. Nhanh lên Dũng ơi. Ai da da. Hình như đội của chú Bùi Tiến Dũng hơi chậm thì phải. Chiến lược của đội chú Dũng đưa ra là chậm mà chắc. Hay là đội chú bị chậm thật ta? Làm đi luôn nhỉ? Rồi, Bảo Lâm đi luôn. Lượt đi đầu thuộc về Bảo Lâm. Liệu chân sút Bảo Lâm có thể hiện tốt không? Có 3 trái rồi. Cố lên Lâm ơi. Cố gắng chúng Lâm ơi. Quá hụt rồi. Ai, các cụ nói rồi, đầu xuôi thì đuôi mới lọt. Cái đầu mà không vào thì trái sau cứ liệu mà. Nhật Tân cũng không đá trúng rồi. Tiếc quá. Khả năng đội mình phá kỷ lục là không trúng quả nào. Ba, bên kia 13 thôi hả? Úi giời, mình thắng được. Đó là tôi ơi. Để xem Minh Phú bé nhỏ liệu có làm nên kỳ tích hay không. Nhiều pha ghi bàn trên sân cỏ rồi. Lần này liệu Khang có mang về được quả bóng đầu tiên cho đội của mình hay không? Cố lên nào Khang ơi. Đội kỳ vậy. Hay, thần may mắn lần này không chịu cười với đội của chú Bùi Tiến Dũng rồi. Chân sút Tấn Nam cũng đã không vào, tiếc ghê. Bây giờ còn mỗi chú Dũng thôi đấy. Không trúng luôn là. Mình chú này đã 6 trái rồi ạ. Phá kỷ lục đấy. Không trúng luôn rồi. Thưa quý vị, chú ơi. Như vậy là đội của Bùi Tiến Dũng đã không ghi về cho mình một mục tiêu nào cả. Do đó đội của ST sẽ giành chiến thắng. Đội của ST các con sẽ nhận được một món quà rất là ngon, rất là thơm béo đến từ chương trình nha. Lúc nãy trong phần game thử thách,
Nếu như mà đội của chú Tiến Dũng thắng á, thì sẽ giành được một quyền ưu tiên của chương trình. Đó chính là giữ tất cả 5 bạn cầu thủ nhí ở lại cho trận đấu tiếp theo. Nhưng mình lỡ mình thất bại, do đó chú Dũng à, chú Dũng hãy tạm biệt 2 bé để giữ lại 3 bé thôi và trả 2 bé lại cho đội của chú ST. Cháu chọn là Nam, chọn bạn là này, bạn này. Rồi, Phú và Tân về đây. Tân và Phú. Mình lại lấy người có thể lực với đội của chú ST nha. Thưa quý vị, và đây cũng sẽ là đội hình thi đấu cho trận đấu ngày hôm nay. Với đội của Bùi Tiến Dũng chúng ta chỉ có 4 thành viên mà thôi. Và đội của ST chúng ta có đến 8 thành viên. Trời ơi, tương quan lực lượng có vẻ là chênh lệch quá. Vậy thì không biết là Dũng ơi, bạn có tự tin cho trận đấu ngày hôm nay không? Đội em rất là tự tin, bởi vì với cái thể hình, thể lực thế này thì quan trọng là ra sân chiến đấu thôi. Khả năng chiến thắng thì chắc là khá là cao. 8 người mà để thua 4 là không được luôn nha con. Với lại Dũng ơi, có một cái điều này là hiện tại bây giờ là ở đây là chúng ta có một bạn thủ môn nè. Đó chính là bạn Phú Quý. Ở trong tập trước á, thì Phú Quý theo chương trình đánh giá là có một cái tâm lý hơi yếu một chút xíu. Có nghĩa là bạn sẽ cực kỳ dễ mất tập trung. Vì với một cái thủ môn đã có rất là nhiều kinh nghiệm như Dũng thì Sâm hy vọng rằng là ngày hôm nay Dũng hãy chia sẻ kinh nghiệm gì đó với Phú Quý để cho bạn đó có thể tiếp tục phát triển trên con đường mà mình đã lựa chọn. Với cái kinh nghiệm của anh thì đơn giản thôi, bởi vì bóng đá lúc thắng lúc thua mà. Quan trọng là mình giữ được cái tình yêu với bóng đá, cái niềm tự tin. Thì khi mình bước vào sân thì coi như là hãy hưởng thụ những cái tình huống bóng này, hãy hưởng thụ cái cảm giác ở trên sân đấy. Chứ mình không áp lực là thắng hay thua, bởi vì khi mà mình chiến đấu hết mình thì tất cả những người khán giả, những người thân yêu thì họ vẫn luôn ủng hộ mình, họ vẫn luôn quý mình, họ vẫn luôn công nhận cái sự cố gắng của mình. Cho nên là thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là cái tinh thần của mình. Cho nên hãy cố gắng lên quý. Yeah. Quý ơi, phải cố gắng lên nha. Ngày hôm nay là phải nói là rất may mắn khi có được lời khuyên đến từ chú Tiến Dũng. Còn bây giờ thì quý vị ơi, chúng ta hãy cùng dành một ít thời gian cho các cầu thủ nhí cũng như là hai đội trưởng chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu quan trọng nhé. Thì cô Sam sẽ có một cái món quà đó dành tặng cho các bạn rất là ngọt ngào. Đó, các con cứ tự do lấy, đây là phần quà của các con. Mình xin. Vậy là sau thử thách vừa rồi, đội của chú ST đã giành chiến thắng và nhận được phần thưởng từ chương trình Cầu Thủ Nhí 2021. Phần thưởng này giống như cô Sam chia sẻ, quả thật rất ngọt ngào. Mong rằng các bạn cầu thủ nhí của chúng ta sẽ thích phần thưởng đáng yêu này. Và đây sẽ là trận đấu giao lưu trước trận đấu quan trọng của ngày hôm nay. Với trận đấu này sẽ là cơ hội để cho thủ môn Bùi Tiến Dũng có thể quan sát các cầu thủ nhí của chúng ta để xem khả năng của các em như thế nào và dễ dàng cho ra lời khuyên. Do đó đây cũng sẽ là cơ hội để các cầu thủ nhí các con sẽ cố gắng thể hiện bản thân mình, thể hiện khả năng của mình cho chú Bùi Tiến Dũng được nhìn thấy nha. Còn bây giờ thì trận đấu của chúng ta xin phép bắt đầu. Trận đấu giao hữu ngày hôm nay không được đồng đều về số lượng, nhưng đội Bùi Tiến Dũng đang có ưu thế hơn vì các bạn cầu thủ đều là những chân sút tốt, có hình thể vượt trội. Ui chà, Hạo Khang ép Duy Tiến té luôn rồi. Bình thường là đồng đội nhưng mà hôm nay là đối thủ rồi, đâm ra là công tư phân minh. Dũng ơi, cố lên. Người mà chia ra, chia vị trí ra. Đội chú Bùi Tiến Dũng ít người quá, không giành lại đội của chú ST rồi. Kiểu này sao mà thắng ta? Vâng, không thể tin
lửa các bạn ạ. Một cú ném từ Bùi Tiến Dũng đã ngang nhiên chọc thủng lưới đội của chú ST. Không thể tin nổi, quá xuất sắc. Bóng trực tiếp. Bóng là bóng sống mà. Đội trưởng ST vẫn chưa tin nổi vào bàn thắng vừa rồi. Huấn luyện viên Minh Phương phải giải thích rõ thì đội trưởng ST mới chấp nhận là đội mình đã bị dẫn trước 1-0. Lên đây chú Khang, mấy người ở dưới đây chứ. Được không? Một bàn thắng cho đội của chú ST. Tỷ số đã được cân bằng 1-1. Sau bàn cân bằng tỷ số thì đội của chú ST đã lấy lại được sự tự tin. Hy vọng là đội chú ST sẽ cố gắng chiến thắng trong trận đấu này. Đội ST cố lên! Đội trưởng ST đang rất xông xáo theo các cầu thủ đội mình. Hy vọng là đội trưởng sẽ giúp các cầu thủ nhí có thêm sự tự tin và giành được chiến thắng cuối cùng. Lại một lần nữa, cú ném bóng của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã trực tiếp nằm gọn trong lưới của thủ môn Duy Tiến. Lần này thì ai cũng đã chắc chắn được sự lợi hại từ chú Bùi Tiến Dũng với cái khoản ném bóng ăn bàn rồi. Trời ơi! Màn kết hợp tuyệt vời từ chú Bùi Tiến Dũng và Hào Khang. Bàn thắng thứ 3 đã được ghi cho đội Bùi Tiến Dũng. Với cách biệt tỷ số 3-1 hiện giờ thì không biết là đội của chú ST phải lội ngược dòng như thế nào đây. Tập trung vào! What? Hay quá ơi. Một pha tranh bóng từ hai đội, không ai chịu nhường ai. Đội trưởng ST lại không dám nhảy vào tranh cùng các cầu thủ nhí, nên thôi cứ đứng ngoài cho nó an toàn. Tiếp tục. Hay quá. Ui. Thôi rồi, mình rồi, để chú đá cho. Từ từ, mình đang thắng mà. Duy Tiến đã thành công cản được cú sút của chú Bùi Tiến Dũng. Tốt lắm Tiến ơi. Đấy, tớ. Không sao, tiếp tục. Từ rồi mình còn thời gian. Dũng ơi, cố lên. Trời ơi! Trọng tài ơi! Phạt ST đi! Thổi còi đi! Thôi lên đây nè! Lên đây! Đội mình không lên nữa! Hay! Hay quá! Chú Bùi Tiến Dũng đã đoán được hướng đi từ cú dứt điểm của Thiên Quý nên đã dễ dàng cản phá. Lên luôn nè! Ba người đó! Chỉ có đội mình thôi! Ngoài! Vậy là trận đấu giao hữu đã kết thúc. Với chiến thắng cuối cùng đã thuộc về đội của chú Bùi Tiến Dũng. Hay quá. Cả đội 4 người đã hoàn toàn áp đảo đội 8 người của đội trưởng ST. Thưa quý vị, như vậy là trận đấu ngày hôm nay đã kết thúc với tỷ số. Nó cũng chênh lệch giống như là số lượng, nhưng mà 3-1 nghiêng về đội màu cam của Bùi Tiến Dũng. Rồi, với trận đấu ngày hôm nay tỷ số như vậy thì chú Bùi Tiến Dũng cũng đã nhìn được tổng quan các khả năng của các cầu thủ nhí rồi đúng không ạ? Vậy thì bây giờ nè, các con có bạn nào có câu hỏi gì hay là muốn chú Dũng chia sẻ kinh nghiệm gì thì các con giơ tay lên nha. Ủa ST, con muốn hỏi chú Bùi Tiến Dũng là sao chú đá hay vậy, chú chụp cũng hay nữa. Rồi còn bạn nào có câu hỏi nữa nè. Quý, dạ là khi bị đối thủ ghi bàn vào lưới con hay bị mất tập trung. Khi mà bị đối thủ sút vào lưới. Có nghĩa là ý của bé đó là khi mà bị đội đối thủ sút vào thì bé rất là dễ bị mất tập trung và bị tâm lý. Nói chung là từ khi mà bị sút vào thì bé sẽ cực kỳ
bị khó tập trung vào trận đấu. Chú hiểu bản thân chú khi còn nhỏ cũng vậy. Mỗi khi bị thua một bàn thì lúc đó cái tinh thần nó bị xuống rồi. Nhưng mà nếu mà mình không tiếp tục không vực lại cái tinh thần của mình thì mình sẽ tiếp tục gặp những sai lầm, tiếp tục gặp những cái bàn thua. Và để làm sao để một cái trận đấu hoàn thiện nhất là một trận đấu không bị thủng lưới với thủ môn. Nhưng mà lỡ mà bị thủng lưới rồi thì mình cố gắng không để cho thủng lưới thêm nữa. Đó là cái tinh thần mình phải giữ trong suốt quãng thời gian mình thi đấu đó. Chứ không thì con sẽ gặp rất là nhiều bàn thua và những cái kỷ niệm đó nó sẽ lại ở trong con người con và dần dần con sẽ mất tự tin dần. Rồi còn bạn nào có câu hỏi nào dành cho chú Bùi Tiến Dũng không, mấy bạn cầu thủ nè? Đây rồi. Dạ con muốn hỏi chú Bùi Tiến Dũng là khi mà một tiền đạo đối mặt với lại thủ môn mà mình nên sút hay là mình nên lừa qua thủ môn để dứt điểm thì tốt hơn? Cái này là chú là thủ môn mà chú chỉ cho tiền đạo nữa, chẳng khác là chú tự lừa chú à? Với kinh nghiệm thủ môn thì khi đối mặt với một tiền đạo thì chú sợ nhất là một tiền đạo mà họ bình tĩnh, họ không vội vàng để dứt điểm hoặc họ không vội vàng để đưa ra một cái xử lý nào đó. Thì một tiền đạo hay nhất đối với chú thì là một tiền đạo khi đối mặt với thủ môn thì họ bình tĩnh để xử lý những cái tình huống đó. Sắp tới thì sau trận đấu này thì các bạn cầu thủ nhí sẽ có một cái trận đấu quan trọng với lại một đội khách mời. Thì hồi nãy mình cũng đã đá với các bé, thì chú Dũng có thể nào chia sẻ với các bé một chút xíu kinh nghiệm để các bé có thể dễ dàng thành công trong trận đấu tiếp theo không? Theo quan sát của chú thì tất cả các kỹ năng rồi cái tinh thần của toàn đội rất là tốt. Có một điều thôi là các bạn khi thi đấu thì hãy cố gắng lắng nghe huấn luyện viên của mình, lắng nghe cái sự chỉ đạo của huấn luyện viên, bởi vì ở trong trận đấu các bạn đôi khi các bạn di chuyển nó không được đúng theo ý đồ mà đã bàn trước ấy. Thì cái việc lắng nghe huấn luyện viên là cái điều quan trọng nhất, bởi vì khi đó mình giữ được cái đội hình, giữ được cái sự bình tĩnh và giữ được cái trận đấu, đó là điều quan trọng nhất. Cảm ơn Dũng, và bây giờ các con có ghi nhớ những chia sẻ của chú Bùi Tiến Dũng chưa nào? Rồi nhẹ quá. Dạ rồi. Rồi. Vậy thì cô Sam sẽ chúc cho các con thành công trong trận đấu kế tiếp của ngày hôm nay nha. Cố lên. Rất là vui bởi vì đây là một cái cơ hội được vui đùa, được chơi với tất cả các bạn nhỏ. Và khi vào chơi đùa đấy mình được cười đùa, quên hết tất cả mọi thứ. Đó là một cái niềm vui mà hầu như tất cả mọi người đều muốn được hưởng thụ. Mỗi bé thì Dũng thấy đều có một cái khả năng riêng ở phù hợp từng vị trí. Và có lẽ là cái điểm mạnh nhất của đội là cái sự đoàn kết của tất cả các bé và cái sự hỗ trợ lẫn nhau của các bé khi Dũng quan sát các bé thi đấu. Đó là cái điểm mạnh của các bé. Dũng thấy ấn tượng với bạn Tấn Nam. Bạn Tấn Nam là một cầu thủ mà Dũng thấy có đầy đủ các yếu tố, chẳng hạn như thể hình này, thể lực này và cái lực sút của bạn ấy rất là tốt. Thì Dũng cũng hy vọng rằng không chỉ bạn Tấn Nam mà tất cả các bạn khác nếu mà đam mê bóng đá thì các bạn ấy sẽ theo đuổi cái niềm đam mê này lên bóng đá chuyên nghiệp. Có lẽ bây giờ Dũng chỉ có thể động viên các bé thôi là hãy đoàn kết với nhau và lắng nghe ban huấn luyện và hãy giữ một cái tinh thần chiến đấu thật là mạnh mẽ ở trong trận đấu. Và hy vọng rằng những cái sự đoàn kết đó, những cái chiến thuật mà ban huấn luyện đưa ra thì các bạn ấy sẽ giành chiến thắng. Sau một tuần học tập và rèn luyện căng thẳng thì đây sẽ là giây phút mà quý vị khán giả mong chờ nhất, đó chính là trận đấu giao hữu giữa cả hai đội. Đầu tiên hãy dành một tràng pháo tay cho đội cầu thủ nhí 2021. Với cầu thủ nhí 2021 ngày hôm nay, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón đội tuyển Nguyễn Thượng Hiền. Và huấn luyện viên của đội cầu thủ nhí ngày hôm nay chính là huấn luyện viên trưởng Minh Phương. Huấn luyện viên của đội tuyển Nguyễn Thượng Hiền đó chính là huấn luyện viên Ngọc Hiển. Đội trưởng ST vẫn giữ một vai trò vô cùng quen thuộc với các con, đó là hậu cần, chăm sóc nước nôi. Nếu mà các con có nhu cầu gì về ăn uống nè, hú một cái là chú ST là
tràn ra phục vụ các con liền. Các con bên đội Nguyễn Thượng Hiền cũng nhớ nha, mình có một cái đội hậu cần để chăm sóc cho các con gồm một thành viên, đó chính là chú ST. Và một thành viên vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, người cũng sẽ giữ vai trò là chấm điểm cho các cầu thủ nhí trong tuần này. Hãy dành một tràng pháo tay để chào đón cầu thủ Bùi Tiến Dũng. Còn bây giờ, trước khi bắt đầu trận đấu thì chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón trọng tài cho trận đấu ngày hôm nay, trọng tài Văn Hiếu. Còn bây giờ, trận đấu của chúng ta xin được phép bắt đầu. Quý vị khán giả và các bạn nhỏ thân mến, hiệp 1 trận đấu đã chính thức bắt đầu. Ngày hôm nay, cuộc so tài giữa đội cầu thủ nhí 2021 và đội Nguyễn Thượng Hiền sẽ có sự tham gia quan sát và cổ vũ từ một nhân vật rất đặc biệt, đó chính là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Hy vọng là sự có mặt của chú Bùi Tiến Dũng sẽ giúp cho cả hai đội có thêm tinh thần thi đấu thật tốt. Thú Quý đã cản phá thành công cú đánh đầu từ cầu thủ Thế Lương. Tốt rồi, không sao con. Lùi, 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 lùi. Quay lại chút. Bàn thắng vừa được ghi bởi Xuân Trương, đội cầu thủ nhí đang dẫn trước với tỷ số 1-0. Xin chúc mừng các bạn cầu thủ nhí. Đứng ngoài, đứng lên. Trời ơi. Hạn chế đưa cho Bảo con. Tấn Nam đánh đầu đón được bóng và đang truyền cho Xuân Trương. Các cầu thủ đội Nguyễn Thượng Hiền đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát bóng sau bàn thua vừa rồi. Lùi luôn. Rồi Hoàng quay. Bay rồi. Giỏi Quý. Quý hay quá. Hay lắm con. Quý trời ơi. Rồi mình đá. Rồi Bảo bước ra. Dạ thôi. Pha dứt điểm của Tấn Nam nhưng chưa đủ mạnh để làm khó thủ môn Anh Khoa. Bóng vẫn còn trong sân và các cầu thủ nhí vẫn đang kiểm soát bóng. Các cầu thủ đang tranh nhau quyền làm chủ quả bóng trên sân. Trận đấu của các cầu thủ nhí đã khiến cho thủ môn Bùi Tiến Dũng căng thẳng không kém gì vị trí của huấn luyện viên Minh Phương. Ép tay, Hoàng lên đang Hoàng. Trời ơi. Lùi lương. Rồi tốt rồi, không được phá ra con. Các cầu thủ đều đang cố gắng toàn lực để tấn công khung thành đối phương. Không biết là trận đấu hôm nay sẽ có kết quả cuối cùng như thế nào đây. Đứng lấy. Tài đứng đó, đứng thở. Quay lên trên, qua. Sao? Đúng rồi, lên. Mẹ lưng. Đi. Lên. Kỹ bàn. Cả hai huấn luyện viên đều đang vô cùng căng thẳng khi các học trò của mình đang thi đấu trên sân. Các cầu thủ nhí đang làm rất tốt hướng dẫn mà huấn luyện viên Minh Phương đưa ra. Bỏ đá bên, Bảo. Hoàng, bỏ vô Hoàng. Pha đá biên cho đội Nguyễn Thượng Hiền. Thấy chưa? Không được rồi, màn phản lưới nhà của Khánh Nam. Rất tiếc cho đội cầu thủ nhí. Tỷ số đã được cân bằng 1-1. Bóng đã chụp lại rồi. Hoàng lui. Đấy, Hoàng, qua luôn. Các cầu thủ của đội Nguyễn Thượng Hiền đang có bóng. Mạnh mẽ. Đã có tình huống vi phạm. Bóng đã chạm tay Nhật Tân. Anh Tài. Pha cản bóng rất tốt của Hào Khang. Tiếng còi của trọng tài Văn Hiếu đã vang lên. Hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Là mình bỏ lỡ một tình huống tấn công thôi thì đấy cũng chẳng sao cả. Quan trọng là mình không tự gây ra một cái tình huống mà để cho đội bạn có cơ hội ghi bàn lưới mình. Thế là ok. Huấn luyện viên hai đội đang cổ vũ tinh thần cho các học trò trước khi bước vào hiệp đấu thứ hai. Hy vọng cả hai đội sẽ thi đấu tốt hơn nữa trong hiệp đấu này. Quý vị và các bạn nhỏ thân mến, hiệp đấu thứ hai đã chính thức bắt đầu. Lúc này các bạn cầu thủ nhí đang giành quyền kiểm soát bóng. Đúng rồi Trương. Đúng rồi, ok đây. Tốt. Bảo từ từ Bảo. Được. Trương ơi. Được. Được không? Được. Đường chuyền của Xuân Trương đã tạo cơ hội ghi bàn cho Thiên Quý.
Pha kết hợp ăn ý xuất sắc từ các bạn cầu thủ nhí, tỷ số là 2-1. Sự chán nản hiện rõ trên khuôn mặt của thủ môn Anh Khoa lúc này. Các cầu thủ nhí đang làm đúng theo chỉ dẫn của huấn luyện viên Minh Phương. Sự kết hợp nhuần nhuyễn của các cầu thủ nhí thực sự đang gây khó khăn nhiều cho các cầu thủ đội bạn. Mạnh mẽ. Sau bàn thắng vừa rồi, đội cầu thủ nhí không vội tấn công nữa, mà chiến thuật hiện giờ là làm tiêu hao sức lực của đội bạn càng nhiều càng tốt. Đây cũng là một chiến thuật hữu hiệu. Tốt mập. Bắn nó để gôn không? Đây nè. Hoàng, lùi Hoàng. Xuân Trường đang cố gắng giành quyền kiểm soát bóng, nhưng không thể vượt qua được hàng phòng ngự đông đảo của đội bạn. Thế Lương đang có bóng. Và tấn công về khung thành của Phú Quý. Phú Quý đã cản phá thành công cú sút vừa rồi của Thế Lương. Pha dứt điểm rất căng của Xuân Trương. Vậy là Thiên Quý đã ghi bàn nhờ đường truyền từ Hào Khang. Tỷ số của trận đấu lúc này là 3-1. Khoảng cách khá xa giữa hai đội. Bảo làm gì con? Quay dưới Khang, không? Khang Luân Nam. Đúng rồi, ê Bill. Hạo Khang đã chuyền bóng cho Minh Phú. Cơ hội cho Minh Phú. Không vào. Rất đáng tiếc. Thủ môn Anh Khoa đã cản phá được cú dứt điểm của Minh Phú. Một xíu nữa thôi là vào rồi. Cố lên Phú ơi. Hoàng lấy. Hiện giờ các cầu thủ nhí không vội vàng để ghi bàn mà chỉ đang phòng thủ, giữ sức cho đồng đội không bị tiêu hao quá nhiều. Đây quả thực là một chiến thuật rất ổn tính cho tới thời điểm hiện tại. Lên Bill. Mạnh mẽ. Rồi ok. Rồi lôi Lương. Xích lên. Rồi giữa anh Tài. Đúng rồi. Giữ lại Bill. Đúng rồi. Khang. Bước ra anh Tài. Bước ra. Bill. Giữ. Minh Phú đã nhận được bóng từ Hào Khang. Đang tấn công về khung thành của thủ môn Anh Khoa. Quý nè. Đúng rồi. Khang. Nhưng pha lên bóng này cũng chỉ dừng lại ở mức cơ hội mà thôi. Thủ môn Anh Khoa vẫn dễ dàng cản phá được các pha tấn công của cầu thủ nhí. Một cái sớm. Ôi cái gì vậy? Rồi lấy bóng. Đi. Cánh Nam đang có bóng. Sút. Ok. Rất tiếc là bóng đã đi chật khỏi khung thành. Mạnh mẽ. Không cho say. Minh Phú đã có rất nhiều cơ hội trong trận đấu ngày hôm nay, nhưng đáng tiếc là chưa thể ghi được bàn thắng nào. Cố gắng lên bạn Minh Phú ơi. Quái không? Quái không? Hả? Hả? Bạn nào thấy được không? Trời ơi. Thắp xuống. Đúng rồi. Lên luôn. Minh Phú đang có bóng từ đường truyền của Hạo Khang. Không. Đúng rồi. Qua luôn nha. Ghi bàn. Truyền cho Nhật Tân. Sự kết hợp xuất sắc của Minh Phú và Nhật Tân. Tốt quá, tỷ số hiện đang là 4-1. Mạnh mẽ lên con. Lên luôn. Bảo Lâm đang có bóng. Sút con. Phá ghi bàn của Minh Phú rất bất ngờ với thành tích của Phú ngày hôm nay. Và tiếng còi của trọng tài Văn Hiếu cũng đã vang lên. Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng thuyết phục nghiêng về phía cầu thủ nhí 2021. Hết sức hồi hộp của trận đấu ngày hôm nay thì tỷ số của trận đấu đã kết lại là 5-1 nghiêng về đội cầu thủ nhí. Xin chúc mừng các bạn cầu thủ của đội tuyển Nguyễn Thượng Hiền ngày hôm nay cũng đã thi đấu với tinh thần hết sức là cố gắng. Cô Sam cũng xin chúc mừng các con nha. Còn bây giờ thì chương trình sẽ có những chiếc huy chương lưu niệm gửi tặng cho các cầu thủ nhí của đội tuyển Nguyễn Thượng Hiền. Xin mời Bùi Tiến Dũng.
quý vị, ngoài ra thì chương trình Cầu Thủ Nhí còn có một món quà lưu niệm muốn gửi cho đội tuyển Nguyễn Thượng Hiền. Và huấn luyện viên Ngọc Hiển sẽ đại diện cho đội tuyển nhận món quà này. Xin mời đội trưởng ST. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tuần này thì cô Sam thấy là các bạn đã rèn luyện nè, học tập và thi đấu hết sức mình và cực kỳ tốt. Bây giờ sẽ là khoảng thời gian để cho ba giám khảo chấm điểm cho các cố gắng của các con trong tuần này. Các con hãy cùng chờ đợi một chút xíu nha. Vậy là thời điểm quan trọng cũng đã đến, không biết tuần này cầu thủ nhí nào sẽ đứng nhất đây? Dũng có thể chia sẻ cho chương trình biết về những nhận xét của Dũng nè, về những bạn nào mà ngày hôm nay Dũng thấy là các bạn ấy có cố gắng và thấy bạn ấy nổi trội hơn những bạn khác. Đầu tiên thì tất cả các cầu thủ ngày hôm nay đều thể hiện được cái tinh thần của mình, thể hiện được cái sự đoàn kết và lắng nghe cái chiến thuật mà huấn luyện viên đưa ra. Bản thân Dũng thì thấy đó là một cái mà tất cả các đội bóng chuyên nghiệp đều cần có. Và dựa trên các yếu tố như là sự đoàn kết này, rồi cái tinh thần chiến đấu này, rồi cái kỹ thuật cá nhân này, cái tư duy chơi bóng, thì Dũng đã chọn ra được 3 bạn chấm cao điểm nhất ngày hôm nay. 3 bạn đó là 3 bạn nào ạ? Dũng có thể nêu ra. Đầu tiên là bạn Duy Tiến. Tiếp theo là bạn Võ Hoàng Thiên Quý. Và bạn tiếp theo là Lê Nguyễn Minh Phú. Thật ra thì tất cả các bạn cũng không nhỉnh hơn nhau là mấy, mà dựa trên các yếu tố mà chú nhìn thấy được thì chú chọn ra được 3 bạn này trong ngày hôm nay thôi. Có thể là trong các tập trước hoặc là các tập sau nữa thì có những bạn sẽ thể hiện được những cái tố chất nó tốt hơn, thì cái lúc đó các bạn lại lên đứng đầu. Cho nên là tất cả các bạn không đứng ở top đầu thì đừng có buồn, bởi vì mỗi trận đấu thì mỗi một cái phong độ nó khác nhau mà. Cho nên hãy kiên trì, hãy cố gắng và nỗ lực thể hiện, thì một lúc nào đó thì chúng ta lại đứng trên đỉnh cao thôi. Và bây giờ trên tay cô Sam đang cầm bảng điểm tổng kết của các cầu thủ nhí trong tuần này. Chúng ta có một sự thay đổi vị trí ở bảng đứng đầu. Cô Sam xin chúc mừng Đào Duy Tiến. Con là bạn cầu thủ nhí có số điểm cao nhất trong tuần này. Hy vọng là các bạn còn lại chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể tỏa sáng hết mình trên sân cỏ nha. Vị trí này vẫn sẽ có khả năng thay đổi. Và tuần sau sẽ là tuần cuối cùng cho những sự nỗ lực cố gắng của các con. Cô Sam muốn là nếu như chúng ta vẫn chưa thể hiện hết khả năng của mình thì trong tuần kế tiếp còn bao nhiêu chúng ta hãy thể hiện hết, bởi vì đó là cơ hội cuối cùng của các con. Đội trưởng ST có thể chia sẻ đôi lời với các con không? Thật ra thì hôm nay chú ST thấy tụi con tiến bộ rất là nhiều. Mỗi lần mà chú thấy tụi con chiến đấu với các bạn đội khác á, thì chú rất là tự tin về khả năng của đội cầu thủ nhí. Hy vọng rằng là đây sẽ là một cái sân chơi thú vị cho tụi con, và cầu thủ nhí sẽ là một cái cánh cổng để tiếp thêm cái sức mạnh cho tụi con, giúp cho tụi con thực hiện cái ước mơ của mình. Giống như là chú Bùi Tiến Dũng nói, cầu thủ thì cần có rất là nhiều yếu tố, và hy vọng là tụi con đã học hỏi được rất là nhiều điều ở trong cầu thủ nhí này. Cảm ơn. Thưa quý vị, như vậy là một tuần rèn luyện và học tập nữa của các cầu thủ nhí cũng đã kết thúc. Và ở trong tuần này thì chúng ta cũng thấy rõ sự tiến bộ và khả năng của các bé được thể hiện vô cùng rõ rệt. Tuần sau sẽ là một tuần vô cùng quan trọng, bởi vì chúng ta sẽ tìm ra top 3 cầu thủ nhí xuất sắc 2021. Hy vọng quý vị khán giả sẽ luôn đồng hành và theo dõi chương trình Cầu Thủ Nhí 2021. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:10 thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại! Vậy là sau một ngày học tập và rèn luyện trong sân bóng thì các cầu thủ nhí của chúng ta sẽ được đưa về nhà chung bằng xe của chương trình. Đây cũng là khoảng thời gian thoải mái nhất của các bạn nhỏ. Dù vậy, các bạn nhỏ vẫn phải luôn tuân theo các quy định mà các đội trưởng đưa ra, giữ nề nếp cũng như lối sinh hoạt lành mạnh nhất, tránh gây ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như là tinh thần thi đấu của mình cũng như cả đội.
Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cầu Thủ Nhí 2021. Mình là ca sĩ Agatha Phan. Hôm nay mình sẽ cùng với chương trình đến trao tặng những phần quà cho các bé học sinh của trường Nguyễn Tường Hiền. Bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng theo Agatha nhé. Quý vị và các bạn nhỏ thân mến, tuần này ca sĩ Akira Phan sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình Cầu Thủ Nhí 2021 đến trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền trao tặng những phần quà vô cùng ý nghĩa, khích lệ phong trào bóng đá học đường. Dạ, em chào thầy. Em là ca sĩ Akira Phan đến từ chương trình Cầu Thủ Nhí 2021. Hôm nay em đại diện cho chương trình để đến trao tặng cho trường Nguyễn Tường Hiền hai cái khung thành nhằm khích lệ tinh thần học tập cũng như thể thao của các em. Không biết là cảm nhận của thầy lúc này như thế nào, có thể cho quý vị khán giả được biết được không ạ? Rất chi là vui và cảm ơn Akira Phan và chương trình Cầu Thủ Nhí 2021 đã tới tận trường trao tặng cho các em một bộ khung thành, và nhà trường sẽ cố gắng phấn đấu là lá cờ đầu của quận và của thành phố về phong trào thể dục thể thao. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Vậy là chặng đường của cầu thủ nhí 2021 cũng sắp khép lại. Top 3 cầu thủ nhí sẽ được lộ diện ở tuần sau. Hy vọng các cầu thủ nhí sẽ luôn giữ vững phong độ và làm thật tốt sứ mệnh của mình, hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng của top 3 cầu thủ nhí xuất sắc năm nay. Quý vị khán giả hãy luôn đồng hành và ủng hộ các bạn cầu thủ nhí nha.